Ngày 16 tháng 6 năm 2018 tại nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm Hà Nội đã diễn ra hội thao toàn hệ thống Vietinbank lần thứ 11 và chung kết giải bóng chuyền nữ quốc Vietinbank năm 2018 với sự tham gia đông đảo của các vận động viên đến từ 7 khu vực. Hội thao toàn hệ thống Vietinbank và giải bóng chuyền nữ quốc Vietinbank năm 2018 nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm mừng ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 30 năm Vietinbank xây dựng và phát triển. Giải bóng chuyền nữ quốc Vietinbank năm 2018 thu hút sự tham gia của nhiều đội bóng mạnh. Tuy nhiên, bằng chiến thuật hợp lý cùng kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu, các cô gái bóng chuyền Vietinbank đã giành chiếc vô địch một cách hết sức thuyết phục. Lần đầu tiên, bộ môn kéo co được đưa vào thi đấu đã đem đến cho hội thao không khí sôi nổi, hấp dẫn cả người kịch tính. Mỗi đội một chiến thuật, nhưng đội nào cũng đều quyết tâm, nhiệt huyết với tinh thần thể thao cao thượng. Các đội có thể lực tốt đồng đều đến từ khu vực 2, 5, 6 và 7 đã giành lợi thế trong cuộc đua về đích. Kết quả chung cuộc là đội thi đến từ khu vực 5 đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn tại hội thao năm nay. Hội thao Vietinbank là sân chơi bổ ích, là dịp biểu dương sức mạnh đoàn kết của cán bộ nhân viên người lao động Vietinbank. Hoạt động này sẽ tạo ra một khí thế mới, động lực mới để toàn hệ thống Vietinbank không ngừng nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh doanh của các đơn vị và toàn hệ thống Vietinbank. Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Vietinbank xây dựng và phát triển. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.